ไปก็ไปRồi các em lấy một, mỗi người lấy một chén một muỗng đi. Lấy một chén với một muỗng đi. Cái này của anh, cái này của anh. Nè. Em lấy luôn một chén một muỗng luôn. Thi ăn đi. Rồi, mấy em mà muốn làm quen với Tion là mấy em phải biết ăn chay. Tion sẽ cho mấy em làm người cá, chịu không? Dạ chịu. Phải ăn chay 10 năm mới được làm. Không. Ăn chay. Không. Chỉ cần biết ăn chay thôi. Không ép buộc ăn chay nha. Chỉ cần biết ăn chay thôi. Biết ăn chay không? Chắc không? Bây giờ em là 7 tuổi đúng không? Em mấy tuổi? Dạ. Em mấy tuổi? 5 tuổi. Em mấy tuổi? Dạ, 5 tuổi. Quá em... quen rồi. Quá quen rồi, khỏi đi. Bây giờ là muốn làm người cá thì chúng ta phải tập ăn chay nha. Ở đây là có đôi đũa. Rất có nhiều đồ chay. Mấy em chuẩn bị lên muỗng hết đi. Tion gấp cho em ăn thử nha. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử món nấm. Cái này có bụng đeo bụng ngọt mà. À, muốn ăn này trước hả? Tion đếm 1, 2, 3 rồi mới bắt đầu ăn thử nha. Rồi. Em dở ăn rồi. Rồi. Sao? Em tên là gì nè? Dạ, em tên là Nguyên Ngân. Hả? Dạ, em Nguyên Ngân. Ờ. Rồi. Bây giờ mình ăn đuôi đi ơi. Mỗi người một nắm thì nữa. Mình ăn đuôi đi ơi. Rồi, ăn rau rồi xong rồi ăn nấm nha. Bắt đầu nha. Ba em thi nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Để xem ai là đệ tử của tiên cá Tion giỏi nhất. Nhìn ăn mà thấy thèm luôn á. Ê Ben kỳ vậy. Ben ăn uống kỳ quá. Ben bị trục xuất rồi. Ăn uống dơ quá. Mấy bạn ăn uống lịch sự nè. Rồi nhai kỹ nha. Em nhai kỹ hết rồi. Coi bạn nào ăn đẹp nhất nè. Wow, bạn ấy ăn lẹ quá ta. Giỏi quá. Bây giờ ăn hết đi. Em cần khăn nha. Ờ, lấy khăn. Rồi bắt đầu rồi, anh sẽ chấm điểm. Tôi không chịu ăn đâu, tôi đâu rồi. Rồi được rồi. Bắt đầu anh chấm điểm. Cho em 10 điểm. Cho em 10 điểm luôn. Rồi em này. Rồi. Em cũng được 10 điểm luôn. Em ăn. Mấy bạn ăn hết cái món này rồi. Em tới luôn cái món này luôn rồi. Giỏi quá. Người cá này sẽ là người cá nhanh nhẹn. Người cá này sẽ là người cá đẹp. Người cá này sẽ là người cá thông minh. Người cá đẹp em gì? Còn người cá này em thấy là thèm đi đẹp. Dạ bye bye. Hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại tại câu lạc bộ Tion nha. Bye bye. Qua phần thi ăn của mấy em, nãy giờ anh thấy bạn
Nori và bạn Đạt. Hai bạn là chiến đấu tới cùng luôn. Đặc biệt là bạn Đạt ăn chay quá giỏi. Bạn Đạt mới có bao nhiêu tuổi các bạn? 5 tuổi. 5 tuổi thôi mà có thể ăn chay nãy giờ là 3 dĩa. Ăn được 3 món chay rồi. Bạn Đạt quá giỏi nên bây giờ tôi sẽ có một cái phần quà đặc biệt cho bạn Đạt, đó là giúp bạn Đạt trở thành người cá. Có màu đỏ luôn. Rồi vậy là chúng ta lại có thêm một người cá Đạt. Bây giờ Đạt là tên người thường đúng không? Đúng rồi. Sau khi thấy em ăn xong, đặt tên cho em tên người cá luôn. Tên gì tên gì anh ơi? Bị nhớ là nhầm với Đạt Ma Sư Tổ. Tại giờ nãy giờ thấy ăn ngồi xếp bằng dữ quá, tưởng đang ngồi thiền luôn. Tên người cá phải đặc biệt hơn. Người cá gì? Đang suy nghĩ, đang dò chữ. Hay quá. Sạch luôn nè các bạn ơi. Tên cho bạn Đạt là Dori nha. Hả? Dori. Dori. Cái này là đố à. Đúng rồi. Dori. 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 Dori nè, Nori nè, hợp không? Dori. Hợp. Dori ơi, Dori. Dori. Hay là đặt tên là Nemo. Dori. Nemo. Nemo hay Dori? Nobita. Hả? Nobita. Nobita hả? Thích tên Nobita luôn hả? Tên Nobita dài quá à. Tên tiếng Nhật hai chữ thôi. Nobita. Thôi để, hay là muốn suy nghĩ. Về cha đi em. Seiko. Thôi từ từ rồi Tiêu suy nghĩ ra tên đẹp nhất để đặt cho em ha. Hợp lý ha.